nhiều ạ. Chúng tôi đã phỏng vấn hai câu hỏi. Bạn đã có người yêu chưa? Và ai là gia sư cho các con? Ở độ tuổi từ 8 đến 14 tuổi. Như cha mẹ đã thấy, đa phần các con đều trả lời cha mẹ là gia sư của mình. Đó là tín hiệu đáng mừng. Đây là cơ hội vàng để có thể giáo dục trẻ về giới tính và tình dục. Xin mời cha mẹ đến với khóa học, nói chuyện với con về tình dục. Tôi là Mai Chi, hiện đang công tác tại Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Tôi đã có 20 năm kinh nghiệm làm nghiên cứu chính sách liên quan đến quyền trẻ em. Tại khóa học này, tôi giới thiệu với các bạn các kiến thức và tầm quan trọng của việc nói chuyện với cả con về sex và giới tính.